Nếu nó là con hung tợn thì có chuyện gì? Em là Vân đúng không? Thì sao? Chị là ai? Ui, chị là ai không quan trọng. Quan trọng là chị này. Chị nào? Chị. Đây là vợ chính thức trên giấy tờ, được pháp luật và cả dòng họ tổ tiên nhà anh Nguyễn Đức Nghiêm công nhận nhá. Sao? Chị muốn gì vậy tôi? Muốn đánh ghen hả? Chồng chị không biết giữ thì mất đường tìm. Thê thảm nhất là loại phụ nữ không biết giữ chồng mình lại đi tìm người phụ nữ khác mà hỏi. Em gái à, cứ bình tĩnh đã. Chồng chị còn chưa vội mà. Sao em cứ sồn sồn lên thế nhỉ? Đúng không? Đúng. Với loại mồm 5 miệng 10 như này, tốt nhất mình không nên tốn nước bọt với nó. Bởi vì vũ khí lợi hại nhất của nó chính là cái mồm. Nó sẽ nói thế nào để cho mày cảm thấy rất đau. Cho nên cách khôn ngoan nhất là mày cứ cười thật tự tin vào, từ tốn thôi, để cho nó biết mình kèo trên chứ. Thử đi. Em nóng nảy như thế, hình như là đang sợ rồi phải không? Sao tao phải sợ? Có làm gì sai đâu mà sợ. Nè, con này chưa sợ ai bao giờ. Người sợ chính là chị đó. Chưa gì hết đã đi đánh ghen. Sao? Muốn đánh ghen đúng không? Máu đây nè, nhiều lắm. Đánh đi. Đánh mạnh vô. Để xem chồng chị sẽ binh ai. Ôi, nó dám nói như thế luôn á. Ừ. Chỗ này nhiều máu nè. Có giỏi thì đánh mạnh vô, coi ảnh bên ai. Trời đất ơi, nó mà nói vậy á là tao cứng họng liền luôn á. Hả? Sao? Mày mới tưởng tượng thôi mà đã bị đồng hóa rồi à? Tao nhầm. Nhưng mà nó giỏi nhở? Thế làm sao mình nói lại được mấy con đấy? Tao xem ở trên mạng mấy cái clip á, cái bọn nào mà càng sồn sồn, vợ mà im, cộng đồng mạng người ta càng bênh. Bây giờ mình phải làm gì? Hả? Cầm cái này quay, tôi tung lên, cộng đồng mạng kiểu gì cũng thay mình đối đáp. Thậm chí nhá, tao thấy có mấy người tức điên lên, người ta tìm đến tận nơi đánh ghen nộ mình. Lúc đấy á, mình đánh ghen có thể thua, nhưng cộng đồng mạng thì không bao giờ. Bách chiến bách thắng. Nếu mà dễ thế thì tao làm được. Ừ. Đi, mình vào luôn đi. Đi. Ui, thôi xuống. Sao? Thế còn những cái thể loại mà không phải như thế, mày tính sao? Lại còn loại khác nữa. Ừ, loại này nó giống con Yên, chính ra còn dễ xử. Còn cái loại mà vừa ghê gớm vừa khéo léo lắm chiêu, giống cái con gì nhở? Đúng rồi, con An Nhiên trong trạng cứu hộ trái tim. Thậm chí nó còn lấy được lòng thương xót của cộng đồng mạng nữa cơ. Là như mày? Gì? Mày bị điên à? Ừ thì nó chỉ giống tao của cái khoản giỏi đối nhân xử thế thôi. Nhưng mà tao không thích mày so sánh kiểu đấy đâu ấy nhá. Tổn thương chết thì đủ. Thôi xuôi, không tổn thương nữa. Thế bây giờ, ví dụ như nó là cái loại như mày nói,
khéo léo, lắm chiêu. Thì tao phải làm sao? Quá dễ. Bắt đầu. Chào Vân. Chị giới thiệu luôn nhé. Chị là Trang, là vợ của anh Nghiêm. Dạ. Anh Nghiêm nào chị? Chị có nhầm người không? Công nhận em ngoan y như mấy cháu mẫu giáo mà chị đang chăm. Nhưng chỉ khác một cái, mấy em bé mà chị đang chăm là ngây thơ thật, chứ không phải cái loại con nai vàng ngơ ngác đạp qua bác thợ săn như em. Chị nói gì? Em không hiểu. Bài học đầu tiên mà chị dạy các cháu là không được giành đồ chơi của bạn. Hồi bé em có được đi học không nhở? Cô giáo của em không dạy thế à? Hay là biết nhưng vẫn cố tình làm? Chị càng nói em càng không hiểu gì hết. Chuyện chồng chị sẽ xử tội ăn vụng mà không chùi mép. Còn tội của em là tội có gan làm mà không có gan nhận. Nhưng mà em không nhận thì cũng chẳng cãi được. Chị đã quay lại hết rồi. Em yên tâm nhá, chị không up clip này lên đâu hết. Chị chỉ gửi nhẹ nó về cho bố mẹ em, cho dòng họ em, cho cơ quan đoàn thể chỗ em làm việc, để mọi người hiểu hơn về em, rằng sau cái bộ mặt ngây thơ kia là con người như thế nào. Em đây là hóa đơn phòng 1303. Người thuê phòng là anh Nghiêm, người trả tiền phòng cũng là anh Nghiêm, nhưng người ở lại là em. Em còn gì để nói không? Ôi, tao không nói được như thế đâu. Ôi, có tao yểm trợ mới lo cái gì. Tóm lại, để đối phó với loại ngây thơ như này là mình phải có bằng chứng cụ thể rõ ràng, chúng nó mới hết đường chối cãi, hiểu chưa? Tao có thấy sao sao ấy. Anh đi nhanh lên. Anh đẹp đấy em ạ. Trông cũng được. Anh ơi, hả? Đi ăn đi, em đói quá. Ừ, em muốn ăn gì? Đi ăn đồ nướng đi. Đi. Ok. Đây là hợp đồng công việc. Anh đọc tất cả các điều khoản đi rồi ký vào cho em. Có cả hợp đồng luôn hả? Có chứ sao không? Bên em chuyên nghiệp anh. Đây, điều khoản đây. Đấy, rồi anh ký vào đây nhá. Nhiều này á? À? Nó dài thế. Cũng không có gì đâu, thủ tục thôi mà anh. Chủ yếu là anh lưu ý bảo mật thông tin cho em trước khi mà tất cả các hình ảnh của anh được công bố trên truyền thông. Thứ hai là sau ngày hôm nay anh cầm tiền cát xê về rồi thì mọi hình ảnh của anh là thuộc quyền sở hữu của bên em và anh không được sử dụng hình ảnh với mục đích cá nhân. Đây, vào đây. Cái bảo mật thì càng tốt nhé, để em đọc qua cái này. Đây, đây xem nào. Đây, nó là... Chị ơi, xong chưa? Em xét xong từ nãy rồi đấy. Đây, ký vào đây. Xong. Hợp đồng xong rồi, anh vào trong kia make up đi. Cái gì ạ? Make up, trang điểm. Tóc với cả mặt anh xong rồi đấy, cởi áo đi. Sao lại cởi á? Anh chưa đi làm bao giờ à? Anh không có múi, anh phải cởi ra để tôi tạo múi chứ. Em ơi. Ừ? Em đang làm gì đây? Em đang đánh răng. Anh thật làm à? À, không. Anh hỏi thế thôi. Cứ yên tâm mà đánh tiếp nhá.
Dạ, em nghe đi ạ. Vâng ạ, em sẽ đến ngay ạ. Vâng, em chào anh ạ. Cô ngồi tạm đây chờ nhé. Cậu Hào đang trên đường về rồi đấy. Vâng, anh cứ trông em bé đi. Em ngồi đây chờ tí cũng được ạ. Em ơi, anh Quý không đi làm à? Tôi cũng chuẩn bị đi đây.